Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại về thêm một lô sen bầu mới. Và đợt này cũng có rất là nhiều giống xịn cho các bạn săn nha các bạn. Đợt này mình nhập rất là nhiều, phải hơn 1.000 cây đó các bạn. Mà giống xịn là cũng có chắc phải hơn cả 100 cây để cho mọi người săn. Giờ mình sẽ quay chi tiết một số loại cho các bạn xem nha. Đấy, đầu tiên bên đây là mình có xanh lửa này. Đấy, đây là một số cây. Cây này thì nó cũng giống xanh lửa nhưng mà nó ít viền hơn, mà là nó sọc sọc trắng trắng này các bạn. Mấy cây sen bầu này là chủ yếu là 15.000 nha. Sẽ có một vài cây xịn xịn giá 20. Đó, đây là Nhật Nguyệt nha các bạn. Đây mình có một cây Calanchoe này. Cây này thì tên khó đọc, mình để ở dưới nha. Giống này nó cũng mới nè các bạn. Cây này sẽ lên viền đỏ nha. Viền đỏ nhiều, cây này chưa lên màu nhiều và lá nó hơi xoăn xoăn nha các bạn. Đó, đây một giống mới nha. Đây là một số cây ruby xanh nè các bạn. Đó, những cây như này thì mình sẽ đi nhanh thôi nha. Vì bữa nay cũng rất là nhiều cây á. Đây là bánh bông lan. Cây này sẽ lên viền hồng đỏ nè. Thấy một số loại đá mới nè các bạn. Đó, cây này là đột biến, là cây ra cây đá va. Đó, cây đá va các bạn hay thấy á, đó là cây này đột biến ra nha, nhưng mà đây là cây bình thường thôi. Đó, còn đây là thực dược nha các bạn, thực dược. Đây là một số cây cáo tím, mấy cây viền đỏ lỗ sai nha các bạn. Đây này là chủ ngọc mới nè. Đây là sỏi trắng này. Và lê tỉ nha các bạn. Đấy, đây là những cây ba màu lông nè. Ba màu lông bên ngoài nó viền nó đỏ nha các bạn. Mấy cây này trồng lên màu rất là đẹp nè. Lá bên ngoài có một lớp lông hơi nhẵn nhẵn. Nó có mấy cây hai đầu nè. Đây bông hồng đen nha. Đợt này bông hồng đen đều đẹp nữa nè các bạn. Lá rất là cứng cáp nha, từng lá rất là đều. Đây là thanh đế nha các bạn, thanh đế xoay bầu nè, có vài cây thôi nha. Một số giống có một số giống thì rất là nhiều, nhưng mà có một số giống có vài cây nha các bạn. Đây là bèo pháp cũng vậy nè, nó có vài cây thôi. Tương tự bên này là một cây, cây này mình gọi là cây bướm đi. Bướm nhưng mà lá nhỏ nha các bạn. Bướm lá nhỏ. Cây này lên viền hồng rất là đẹp nha. Các bạn nhìn cái lá này lên viền hồng hồng này. Đây mình có Green Lady nha các bạn. Đó, Green Lady. Cây này trồng phối tiểu cảnh này, hoặc là trồng chậu treo cho nó lan ra rất là đẹp nha. Bên đây là mình có liên đài tím nha các bạn. Đó, mấy cây liên đài tím là lá rất là chắc luôn nè các bạn. Đó, lá cứng cáp rất là khỏe luôn nha. Đó, những cây mình vừa nói đều là 15.000 hết nha các bạn. Đó, bên đây là mình có sen mận nè. Đó, sen mận đỏ, đợt này lên màu đỏ cũng nhiều rồi nha các bạn. Đó, có cây hai đầu, có cây một đầu nha. Đây là ngọc trinh nha các bạn. Cây ngọc trinh thì đa số cây nào cũng bị lem phấn khi vận chuyển hết nha. Nói về mình sẽ trồng và ra lá mới thì sẽ hết lem phấn. Đó, các bạn thấy cái phần lá, mấy cái phần lá mà đều phấn là rất là đẹp luôn á. Còn mấy cái lá mà khi mình vận chuyển thì nó sẽ bị đụng lem phấn như thế này. Đó. Rồi qua bên đây là có chuỗi ngọc bi về lại cũng rất là nhiều ở đây nha. Chuỗi ngọc bi về tầm hơn 30 cây đó các bạn. Một bầu nó thì gồm có 3 nhánh như thế này nha các bạn. Đó, chuỗi ngọc này các bạn có thể trồng 4-5 bầu vô trong một chậu thì nó sẽ có một chậu to. Và này hoa cũng đẹp nha các bạn. Tiếp theo bên đây là mình về lại được ruby trắng nè. Đợt trước bạn nào chưa mua được thì có thể mua trong video này nha. Đó, lá rất là mập mạp nha các bạn. Đó, một số cây nó có lên màu nhiều nè. Đó, lên màu nhiều là những cái định lá nó sẽ đỏ hết nha các bạn. Đó, các bạn tưởng tượng là cái định lá nó đỏ hết thì sẽ đẹp như thế nào đó. Đó, rất là đẹp luôn đấy. Cây lá cũng rất là mập luôn.
Tiếp theo là mình có ruby đỏ nha các bạn. Ruby đỏ mình còn một số cây à, không có nhiều đâu. Rồi bên đây là mình có đô la nha các bạn. Đô la đợt này cây nó cũng to đó các bạn. Nó một bầu của nó thì sẽ có 4-5 cây. 4-5 cây và cây đợt này nó phát triển cũng to đấy. Rồi đây là dù trắng nha. Dù trắng thì các bạn lưu ý là nó sẽ hơi nhỏ nha các bạn. Đó, nó sẽ có nhiều cây nhỏ trong một cái bầu như thế này. Đó, hầu như bầu nào cây nó cũng nhỏ nhỏ nhưng mà nó nhiều cây. Đó, các bạn chú ý khi mua loại dù nha. Dù thì lâu lâu mới có loại vài cây như thế này á. Đó, nhưng mà cây nó nhỏ, các bạn lưu ý. Tiếp theo mình có bông độ hồng phấn nha các bạn. Nhiều tên quá nên là không nhớ ngay được. Đó, hồng phấn 15.000 một bầu. Tiếp theo là đá ma nha. Đó, đá ma một bầu thì nó sẽ gồm có 2 hoặc 3 đầu như thế này. Mấy cây đá ma này nó lên màu hồng cũng đẹp này các bạn. Bên đây là hồng hoang. Hồng hoang thì đợt này màu nó không xuất sắc như đợt trước. Đó, nhưng mà cây nó cũng khỏe nha các bạn. Đó, mình trồng thuần lại thì nó sẽ lên màu hồng rất là đẹp. Bên đây là mình có sỏi thiên thanh nha. Sỏi thiên thanh có bầu thì được 3 nhánh, có bầu 1 nhánh nha các bạn. Đó, bầu 1 nhánh thì nó cũng to. Đấy. Hoặc là bầu 3 nhánh như thế này. À, đấy. Rồi qua đây là mình có sợi hồng Đà Lạt nha các bạn. Đây, sợi hồng Đà Lạt thì như cây này một gốc luôn này các bạn. Một gốc hay hai gốc vậy đấy. Đó, có 15.000 thôi nha. Cây này trồng lên lại màu hồng là bao đẹp luôn á. Y chang sợi hồng mà nó dễ trồng hơn sợi hồng nhiều nha các bạn. Đây là mình có hai loại xe dương vàng với xanh nha. Đó, xe dương xanh này, xe dương vàng này. Máy này để phối tiểu cảnh này. Đó, hoặc là trồng lan lan ra cũng rất là đẹp nha. Rồi đợt này mình về lại cá heo này. Đó, sen đá cá heo. Bạn nào chưa mua được trong video trước như có 2 cây à, 2-3 cây gì mà hết rất là nhanh. Đó, bạn nào chưa mua được thì mua trong video này nha. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là một cái lá nó là như một con cá heo đang lộn ngược nha. Đó, sen đá cá heo nha các bạn. Rồi qua đây là mình có móng rồng này. Móng rồng đợt này về cũng được ít rồi các bạn. Đó, cây như thế này 15.000. Tiếp theo là mình có xiên thịt va này. Xiên thịt va đợt này về cây nó rất là nhiều đầu luôn nha các bạn. Mấy đợt trước các bạn thấy là có nó có khoảng 3-4 đầu cho một bầu thôi, nhưng mà sau cái đợt này nó tới một mở đầu luôn các bạn. Đến sơ sơ ra là ra 2, 4, 6, 8, 9, 10 đầu luôn nha các bạn. Còn đợt trước là về có 2-3 đầu à. Đó, mấy cây đợt này là cây nào quá trời, bầu nào quá trời đầu luôn nha các bạn. Đó, xiên thịt va mình bán bằng đợt trước thôi, 15.000 một bầu. Đó, các bạn thấy không, bầu nào cũng rất là nhiều đầu luôn, so với đợt trước là còn rẻ hơn đó, trong khi là đây một cây đột biến nha. Rồi bên đây mình về lại nhiễm đen cũng rất là nhiều ở đây nha. Nhiễm đen cây cũng rất là to rồi đó, mấy cây to hết rồi nha các bạn. Nhiễm đen 15.000. Bên đây lục bình va này các bạn. Đó, lục bình va này các bạn thấy không, nó va ra màu vàng vàng này. Đó, cây lục bình va giá cũng 15.000 thôi các bạn. Hay có cây va nhiều và cây va ít nha. Mấy cây này thì mình trồng cũng dễ lên thân thụ lắm này. Rồi qua đây là mình có hồng mập. Đấy, đợt này mình về lại hồng mập. Hồng mập 15.000 một bầu. Mấy cây này là trồng và lên hồng và dễ lên thân thụ nha. Dễ trồng nha các bạn, phun nắng mưa được nha. Rồi bên đây là mình có kim tuyến lại nè. Đó, kim tuyến nha.
cây này như là một gốc với các bạn. Mấy dòng như là kim tuyển trồng rất là dễ nè. Bạn mà trồng full nắng mưa á, mà nó lên màu lá nó tròn lại lên màu hồng rất là đẹp luôn á. Loại này dễ trồng nha. Rồi bên đây là mình về lại được hồng lai nha các bạn. Hồng lai và bông hồng tím đấy. Các bạn thấy nhìn thấy hai cây thì nó sẽ na ná giống nhau nhưng mà nó sẽ khác nhau một xíu nha các bạn. Đó, cái cây mà hồng lai thì nó sẽ lên đỏ nhiều hơn và viền nó đỏ nè các bạn. Đó, còn cái loại mà bông hồng tím thì lá nó sẽ đều màu hơn và nó lên màu thì nó lên màu đều chứ nó ít lên ở phần viền nha. Đó, mấy cây bông hồng tím thì nó sẽ lên chủ yếu là đều màu chứ viền nó sẽ ít lên màu đỏ. Mấy cây hồng lai thì viền nó sẽ lên đỏ nhiều nha các bạn. Đó, hai cây đó các bạn có thể nhìn thấy đây một cây bông hồng tím nè. Đó, màu nó lên trên cái lá sẽ rất là đều màu. Đó, còn hồng lai thì viền nó sẽ đỏ nhiều hơn nha. Đó, để các bạn phân biệt từ hai cái loại này. 15.000 một cây nha các bạn. Tiếp theo là một giống xịn sò chắc các bạn đợi chờ nãy giờ rồi đây. Đây kim cương tím này đã có bầu nha các bạn. Đó, bao xịn luôn nha. Đó, có bầu một đầu, có bầu hai đầu nha các bạn. Kim cương tím là đợi mãi cuối cùng nó cũng có sai bầu nha các bạn. Đó, giống xịn sò màu rất là đẹp luôn. Kim cương tím 20.000 một cây nha. 20.000 một bầu. Đó, lần đầu tiên là mình quay được cái lô mà kim cương tím mà nhiều cây như thế này các bạn. Bình thường thì nó chỉ hên hên ra được một hai cây gì là nhiều à. Còn đợt này đó các bạn thấy không? Như đây là phải hơn 20 cây đó các bạn. Đó, 20.000 một bầu nha các bạn. Rất là đẹp luôn đấy. Rồi qua bên đây là mình về lại được hồng sao này. Nó cách đây là chắc cũng phải cả nửa tháng á mới có hồng sao mà hết, xong rồi giờ mới về lại được. Đó, hồng sao 15.000 một cây nha các bạn. Bạn nào chưa mua được trong mấy video trước thì nhanh tay trong video này nha. Đó, còn đây là có xây dương vảy cá nha các bạn. Xây dương vảy cá 15.000 một bầu. Đây mình còn có mấy bầu à. Tiếp theo đây là mình có viền lửa nha các bạn. Viền lửa. Đó, mấy cây viền lửa này lên màu thì sẽ lên viền đỏ hết. Đó. Bên đây là gồm có hai cái này là cũng na ná giống nhau nè. Bên này là mai đỏ nè. Mai đỏ. Còn bên này là nuda nha các bạn. Nó nuda là nó sẽ mập hơn. Đó, mai đỏ thì lá nó dẹp hơn một xíu. Tiếp theo đây là mình có sỏi cam này. Số cây lên màu cam rất là đẹp nha các bạn. Các cây nào mà trồng lên màu và lá nó mập cũng sẽ rất là mê luôn. Đó. Cây cũng to đó các bạn. Bên đây là sỏi dẹp nha. Sỏi dẹp thì mình còn ít à. Mình đang đặt hàng lại mình biết có về kịp không. Nó sợ về thì mình đang đặt hàng lại nha. Ở đây thì hiện tại ở vườn thì chỉ còn vài cây à. Cúc hồng, cúc tím thân cao cũng vậy nè, còn vài cây thôi nha. Đó, loại này cũng đang đặt hàng lại. Thấy một số cây đá nè các bạn. Đá cam giống mới nè. Ở cây này đá cam giống mới nha, cây này đá cam nha. Này là trung thu, bánh trung thu. Đây là đá vàng các bạn. Đây là đá đỏ nè. Cây này thì mình không biết tên nè. Nó sẽ lên màu hồng hồng nha các bạn. Đó, sen đá Phật Bà nè. Ruby mini nè. Đá nâu nè. Cây này bầu này 3 cây đó. Đó, mấy cây đá nâu nha các bạn. Cúc xanh nè. Bên đây một số cây mình không biết tên chính xác nè. Bé tuyết nè. Bông hồng xanh nè, sen đĩa hồng nè, cây này đĩa vương nè, cây này sen thái nè, nói chung là cũng nhiều cây luôn các bạn. Này là đá hồng giống mới nè, sen hồng thanh sơn nè, sen đá gì đây quên mất tên này ta, nhiều quá.
tiểu ngọc này. Đó. Bên đây mình có một số cây xịn nha các bạn. Đợt này mình về nhiều lắm. Quay nãy giờ mà chưa hết nữa. Bánh bao lửa nha các bạn. Đó, bánh bao lửa đợt này 15.000 một bầu thôi. Đó, có bầu một đầu, có bầu nhiều đầu nha. Bạn nào nhanh tay thì tha hồ mà lựa mấy bầu nhiều đầu luôn. Đó. Bên đây là cúc tím về lại nha các bạn, 20.000 một bầu. Đỡ quá. Cúc tím 20.000 một bầu. Đó, còn rất là nhiều bầu lộn xộn ở đây nha các bạn. Đó, nhiều lắm. Nói chung là quay hết cái này cũng hơi bị lâu á, nên là mình sẽ quay sơ thôi. Bạn nào thích thì mình sẽ chụp cho các bạn lựa cho nó dễ nha. Đó, mình sẽ quay một số loại cơ bản như vừa rồi cho các bạn xem. Đó, bạn nào đặt hàng thì cứ liên hệ vào Facebook, Zalo hoặc là số điện thoại bên dưới cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn video lần sau. Xin chào tất cả các bạn.